kính chào cô bác và anh chị lại quay trở lại với kênh của em một cây dược liệu mà hôm trước em quay thì có một số anh chị nói là sinh giống ấy thì bây giờ em lại quay lại tại vì nó cũng có một số hạt già rồi và hôm nay em cũng đi lấy cây thuốc để cho bé tắm cho cái bé ở nhà bên cạnh tắm nên là mình sẽ chia sẻ luôn về cái loại dược liệu này cái cây này thì chắc là nhiều người biết nó rồi cây này là cây xoan leo hay còn gọi là cây tầm phỏng một cái cây dược liệu với rất nhiều công dụng và gần đây thì nhiều bác cũng lấy cái cây này về trồng để làm cảnh khá là đẹp nó có mấy cái hoa khi ra quả thì nó có cái lồng đèn treo lủng lẳng theo y học cổ truyền thì cây xoăn leo hay còn gọi là cây tầm phỏng nó có vị đắng hơi cay tính mát có tác dụng tiêu thủng chỉ thống lương huyết giải độc tiêu viêm dễ làm tóc mồ hôi, lợi tiểu, khai vị, nhuận tràng, gây sung huyết và điều kinh. Thường được dùng để chữa cảm lạnh, sốt, viêm thận, phù thủng, viêm đường tiết niệu, giảm niệu, à, đái tháo đường, ho gà, tê thấp. Liều dùng thì mình sẽ dùng từ 15 đến 30 g ở dạng thuốc sắc. À, dùng ngoài thì để trị đòn ngã tổn thương. Các cái bệnh ngoài da như là à, viêm da, mủ eczema, dị ứng, ngứa, rắn cắn, tùy trường hợp mà mình có thể sử dụng à, cây tươi hoặc là mình sắc lên nước uống mình tắm chỉ ở việt nam mà ở ấn độ ở campuchia ở một số nước thì người ta dùng cái cây này khá là nhiều và bây giờ thì em xin chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc từ cái cây này cái cây này là một cái dược liệu mà gần đây thì được rất nhiều cô bác và anh chị dùng để à, điều trị cái mắt gan giải độc cho gan làm thanh nhiệt giải độc cho cơ thể và giải rượu đối với những người mà thường xuyên sử dụng bia rượu thì mỗi ngày mình sẽ dùng khoảng 60 g cái cây này khô mình hãm như hãm trà thay uống thay trà hàng ngày thì nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc bảo vệ gan và à, giải các cái độc do mình sử dụng rượu bia thường xuyên nó tích tụ ở trong gan lâu ngày bài thuốc thứ hai đó là dành cho cô bác và anh chị bị huyết áp cao, tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường á, thì người ta cũng sử dụng cái cây này với liều lượng là khoảng 50 g khô và đun với khoảng một lít rưỡi nước. Mình uống trong ngày thay trà hoặc là cô bác và anh chị cũng có thể sử dụng nước sôi mình pha với nó như pha trà để uống hàng ngày thì cũng có tác dụng làm hạ cái huyết áp cái tiểu đường thì nó sẽ giúp cho cô bác và anh chị làm hạ cái đường huyết và ổn định đường huyết giảm cái biến chứng từ căn bệnh tiểu đường đây là một cái cây mà gần đây được rất nhiều cô bác và anh chị mình tìm hiểu và sử dụng nên là nhiều người muốn xin giống của nó cũng vì những cái công dụng hết sức tuyệt vời của nó tiếp theo nữa đó là cái bài thuốc mà người ta dùng để điều trị cái viêm thận viêm tiết niệu viêm bằng quang thì người ta sẽ dùng để lợi tiểu, lợi niệu. Cô bác và anh chị sẽ sử dụng liều lượng 30 g khô, rửa sạch và sắc với khoảng 1,2 lít nước. Đến khi còn khoảng 1 phần 2 thì cô bác và anh chị chia và uống hàng ngày. Ngoài ra thì cái cây này cũng có thể dùng để điều trị hạ sốt, điều trị mụn. Thì mình sẽ lấy cái cây này cũng với liều lượng khoảng 50 gram mình cũng pha trà uống hàng ngày đây là cái cách điều trị mụn đơn giản đặc biệt là những người mà bị mụn bọc mụn ở lưng mụn trứng cá do nóng trong do cái gan của mình yếu thì đây là một cái cây mà nó giúp giải độc gan từ đó thì cái tình trạng mà mình bị mụn nhọt ở trên mặt trên lưng nó cũng sẽ được cải thiện nó cũng giúp hạ sốt nhờ cái khả năng mà giúp thanh nhiệt gần đây thì vì những cái nghiên cứu từ cái cây tầm phỏng này nó có nhiều cái nghiên cứu ở y học hiện đại người ta xác định được nó có cái hoạt động bảo vệ gan rất là tốt nên là người ta sử dụng cái cây này để hỗ trợ điều trị hạ cái đường huyết này hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và thải độc cho cơ thể cây này thì mình chỉ cần lấy giống bằng cách đó là mình lấy cái quả của nó khi mà nó chín thì nó sẽ khô đi và có cái hạt màu đen khá là đẹp mắt mình về mình gieo trồng vừa làm cảnh và vừa làm thuốc ngoài cái công dụng đó thì công dụng được rất nhiều người biết đến đó là thường xuyên khi mà trẻ em bị nổi mẩn nổi sẩy rôm ngứa thì thường lấy cái cây này về mình nấu nước lên mình tắm cho bé khoảng một hai lần thì nó sẽ lặn và rất là nhanh Cô bác và anh chị nào mà mình cần tìm hiểu về loại dược liệu này thì có thể mình tìm hiểu và ứng dụng vào đời sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo.